Jodie Faye, bạn trai tỷ phú bỏ mạng cùng công nương Diana pha màn kịch giả vợ yêu chấn động. Tỷ phú Jodie Faye là người đàn ông trút hơi thở cuối cùng bên cạnh công nương Diana trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Ông được biết đến là mối tình công khai hiếm hoi của công nương Diana sau khi bà ly hôn với thái tử Charles. Mới đây, Omar Faye, 34 tuổi, người em trai cùng cha khác mẹ của tỷ phú Jodie Faye đã có những chia sẻ xung quanh mối quan hệ giữa hai người trước khi thảm kịch xảy ra. Chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn đình mệnh, Omar Faye khi ấy mới 9 tuổi đã cùng anh trai tỷ phú, công nương Diana và hai hoàng tử William Harry trải qua kỳ nghỉ hè trên du thuyền hạng sang ở St. Tropez. Trên thực tế, kỳ nghỉ hè ấy cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của công nương Diana bên cạnh các con. Và cho đến ngày nay, mối quan hệ giữa bông hồng nước Anh với tỷ phú Jodie Faye vẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi nghi vấn liệu đó phải là người đàn ông mà công nương Diana muốn kết hôn thêm lần nữa. Mùa hè cuối cùng của công nương Diana. Vào giữa tháng 7 năm 1997, công nương Diana đã nhận lời mời của tỷ phú Bronham on Faye tới nghỉ dưỡng ở biệt thự lộng lẫy của ông ở thị trấn St. Tropez, đông nam nước Pháp. Ông on Faye là bạn của bố công nương Diana, ngài Earl Spencer. Khi đó, bà Diana đã mang theo hai người con trai là William và Harry đi cùng trong chuyến đi ấy. Ngoài ra, Jodie Faye, người con trai 42 tuổi của tỷ phú on Faye cũng có mặt. Vào thời điểm đó, Jodie được biết đến là một tay chơi có tiếng với vẻ ngoài nam tính cuốn hút cùng lối sống xa hoa. Tỷ phú Jodie đã ra sức lấy lòng Diana và mong muốn chiếm được thiện cảm của người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ. Lúc này, bà đã chính thức ly hôn thái tử Charles khoảng gần một năm. Vào ngày 10 tháng 8 năm đó, những bức ảnh thân mật của bà Diana và bạn trai Jodie Faye do nhiếp ảnh gia Italy Marino Brenna chụp được công bố trên các mặt báo. Đặc biệt, bức ảnh The Kiss chụp lại khoảnh khắc công nương Anh và người tình ôm hôn nhau được bán với giá 1 triệu bảng Anh. Ngày 22 tháng 8, bà Diana và người tình bay tới địa Trung Hải cùng nghỉ ngơi trên du thuyền trong hành trình từ phía nam nước Pháp tới đảo Sardinia. Cả hai đã dành 9 ngày ở bên nhau. Sau kỳ nghỉ dài ngày, Diana và Jodie về Pháp nghỉ một đêm trước khi quay lại London. Video do camera trong khách sạn 5 sao Ritz ghi lại khi thấy hai người tay trong tay cười nói vui vẻ. 20 năm sau, đoạn video được công bố, nhiều người xem đã cảm thấy xót xa và ám ảnh, bởi chỉ khoảng gần một tiếng sau đó, họ đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn thảm khốc. Vào thời điểm ấy, nhiều nguồn tin khẳng định công nương Diana dự định kết hôn với Jodie nhưng không được gia đình lẫn hoàng gia Anh ủng hộ. Nhiều người nghi ngờ cái chết của cặp đôi là sự toan tính đầy kỹ lưỡng để tránh việc kết hôn xảy ra. Tuy nhiên, liệu công nương Diana có thực sự trao trả trái tim cho người đàn ông chỉ mới ở bên bà trong thời gian ngắn ngủi? Đây vẫn là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc cho đến tận ngày hôm nay. Màn kịch giả vợ yêu. Đầu năm 2021, truyền thông Anh đưa tin về một nhân viên từng làm việc trên du thuyền mà công nương Diana cùng bạn trai tỷ phú nghỉ dưỡng, khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy giữa họ có tình cảm yêu đương. Nhân viên này khẳng định, cử chỉ yêu thương mặn nồng mà công nương dành cho ông Jodie chỉ được thể hiện trước ống kính máy ảnh. Thậm chí ông Jodie còn gọi Diana là Madame, thưa bà lúc riêng tư. Nhiều trang tin đã chụp lại được những khoảnh khắc thân mật trong các chuyến du lịch hay đi ăn tối cùng nhau của cặp đôi này. Tuy nhiên, nhân viên trên khẳng định tất cả chỉ là giả mạo mà thôi. Nhà báo Paul McCartney Mullen, người từng được cử đi theo để cập nhật tin tức về chuyến du lịch của Diana và ông Jodie Faye vào mùa hè năm 1997 cho biết, một người thuộc đoàn nhân viên trên du thuyền tiết lộ với ông về các cư xử giữa Diana và Jodie khi họ ở riêng tư với nhau. Họ không ngủ chung giường, ông ấy còn gọi công nương là bà một cách kính trọng. Nhưng ngay khi bước ra ngoài để vẫy tay chào các cánh săn ảnh, bà ấy lại cúi người xuống, hôn và ôm ông Jodie. Nhà báo Paul thuật lại lời kể của nhân viên trên du thuyền. Vào năm 2017, ông Michael Gibbons, người từng là thư ký riêng thân cận của công nương, cũng cho hay mối quan hệ giữa Diana và Jodie không phải là tình yêu thật lòng. Bà Diana chỉ muốn trải qua mùa hè bớt cô đơn trên du thuyền của vị tỷ phú này mà thôi. Ông Michael Gibbons lúc đó cho rằng mối quan hệ đó sớm muộn gì cũng tan vỡ. Là người thân cận của công nương, ông Gibbons không hề tin về chuyện cặp đôi đã đi cùng nhau đi mua nhẫn cưới để chuẩn bị cho việc kết hôn. Theo ông Gibbons, việc tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền của tỷ phú Jodie đơn giản chỉ là cách mà Diana quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới để đứng lên sau đổ vỡ. Một số nguồn tin khác thì khẳng định rằng công nương Diana chỉ muốn đóng một vở kịch yêu đương để che lấp trái tim đang rỉ máu của bà sau khi chuyện tình với bác sĩ người Anh gốc Pakistan Hasan Khan không thành. Bà Lucia Francesca de Mila, một người bạn thân của công nương Diana khẳng định bà không hề yêu Jodie Faye nhưng lại say mê Hanash Khan, một bác sĩ phẫu thuật tim từng có mối quan hệ lãng mạn với bông hồng nước Anh từ năm 1995 đến năm 1997. Diana thân mật với Jodie có thể là để chọc tức tình cũ Hanash Khan khiến ông phải nổi cơn ghen. Phóng viên Sharon Ellison từng tiết lộ trên Vanity Fair rằng Diana rất yêu Hanash Khan và muốn kết hôn với ông ấy, thậm chí còn muốn sống ở Pakistan. Tuy nhiên, cả hai lại không đến được với nhau. Một thời gian sau khi chia tay, công nương Diana quen với Jodie, người đàn ông cùng bà trút hơi thở cuối cùng nhưng lại không phải là người mà bà yêu thương nhất.
Dù sự thật ra sao, nhưng có thể thấy rằng, cho đến lúc cuối đời, công nương Diana, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, được hàng triệu người ngưỡng mộ, lại không thể có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn bên cạnh người mà bà yêu thương, khiến ai cũng phải xót xa thay.